Hello mấy bà. Các bà biết chuyện gì không? Đó. Đi ăn đám giỗ về không một giọt bia rượu, ta nói mày ta nể ta nhất cuộc đời, tôi nể tôi nhất cuộc đời nha mấy bà. Đi ăn sinh nhật, đi ăn sinh nhật không một giọt bia rượu, à đi ăn đám giỗ không một giọt bia rượu như mấy bà. Em nể em quá chứ gì nữa. Mọi người phải chúc mừng em. Mọi người phải động viên em. Vì em không uống một giọt bia rượu nào đến hôm nay là ngày thứ ba rồi nha. Chào Tín Xanh Lê em. Mặt chị bóng thế á, 2 ngày chưa rửa mặt em. Từ hôm qua đến hôm nay chưa rửa mặt. Vì đang căng chỉ mà. Căng chỉ hôm nay ngày thứ hai nè. Chưa có rửa mặt. Bà ơi, mặt da dầu đó bà. Mặt da dầu. Chị căng chỉ em, chị đi căng chỉ. Đi căng chỉ thế này, thấy không? Thấy mấy vết căng chỉ không? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Còn đau chứ, đau vừa vừa nhưng mà nó cứ đau ê ê này. Này, trên này này. Hèn chi thấy chị nói chuyện từ từ. Căng chỉ trong mặt nó gọn, này nó vẫn đang sưng nha mọi người, vẫn đang sưng này. Ai đau à? Vẫn đang sưng này, đó, vẫn đang sưng ở đây nha. Em nói với chị ấy là mặt vẫn đang bị hơi sưng. Bên này hết sưng rồi này. Bên này gọn hết sưng rồi mọi người thấy không? Nhưng bên này còn sưng nha. Đoạn này còn sưng này. Đau chứ. Nhưng mà nó đau kiểu âm ỉ thôi chứ không phải là đau gần chết. Bên này sưng nha. Cái này phải mất 2 ngày nữa mới hết sưng. Tại vì mặt bị lệch mà. Nên khi mà làm thì mọi người sẽ thấy một bên to và bên nhỏ. Nhưng đợi 1 tuần nữa nó hết sưng hẳn. Thấy không? Ai rồi mà nó bị làm nó kéo lên đầu rồi, đau 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 ê ê ê ê trời, ta nói ôi rồi ôi khổ lắm các bác không biết đâu, mặt nó bị rơi vào trạng thái căng chỉ này, không có rửa mặt được. Không đau lắm thì không đau lắm chị, nó đau cái kiểu mà ê ê ê ê chị hiểu không? Thảo nào nhẹ nhàng không hợp ta lạy mày. Mày muốn tao phải chửi lên mày mới vừa lòng. Khổ lắm các chị ạ. Đây này, nó bị đúng rồi, mấy hôm nữa sẽ xinh đẹp bù lại, đúng rồi. Bị mấy ngày thôi mọi người. Nó sẽ bị mấy ngày thôi nhá, yên tâm. Tại vì cái này bác sĩ thẩm mỹ người ta cũng nói mà, bị 2 đến 3 ngày nó sưng. Không được rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Tránh những cái vết kim đâm ra nên là ta phải lấy bông tăm, bông bông tẩy trang để lau nhẹ nhẹ này thôi bà ơi. Bên này lau không đau đâu cả rồi. Nghe chửi quen rồi tao lay mày đấy Hồ Thị Hương ạ. Ấy rồi đau. Sờ vào những cái vết cái ấy rồi đau. Sờ vào những cái chỗ mà nó căng chỉ ấy, nó kéo nó phẳng hết lại này. Cái mũi thì không sao vì không căng mũi. Đó, mặt bẩn. Em chào chị Thu Hương.
Chị ơi phải đến 7-8 ngày nữa mới đẹp nhá mọi các chị. Ô hôm nay có rất nhiều người hỏi em xong đi qua bên bạn đấy để đặt lịch đấy. Em bảo ê thằng kia khách làm bên mày nhiều, mày có tặng cho tao cái gì không đây? À hôm qua quên em trả nó 58 triệu xong, sáng nay nhắn tên em này này. Chị ơi, chị chưa trả, em hôm qua quên chưa tính chị 10 triệu tiền tiêm trẻ hóa. Thế là 68 triệu nha mấy bà. 68 triệu căng chỉ toàn da mặt, chích botox gọn hàm. Chích botox để đầy cái này lên. Và chích chảy hóa da. Em chào chị Nguyễn Thị Hương. Đấy hôm qua em làm total toàn mặt là 68 triệu. Nhưng mà cái giá em làm 68 triệu là rẻ hơn thị trường phải đến một nửa nha các chị. Mọi người phải nhớ cái này, căng chỉ ấy, nó là một cái liệu pháp mà mọi người không có dành ấy. Mọi người không biết nó dùng cái chỉ gì cho mọi người đâu. Mình phải biết nó dùng cái chỉ gì cho mình, nó đưa cái gì vào người cho mình, các chị hiểu không? Cái đấy nó sẽ giữ được bao lâu? Em là cái người thì nói chung là cũng tìm hiểu rất là kỹ tất cả những cái liệu pháp làm. Hôm nay thì nó đỡ đau rồi, há được mồm ra rồi, hôm qua đâu có há được mồm, hôm qua đâu đánh được răng mới mà, hôm qua không đánh được răng, sáng hôm qua không mở được mồm luôn, hôm qua làm xong sáng nay dậy không mở mồm được luôn. Hôm qua là đau, mở sáng ra ngủ dậy không đánh được răng. Có thể đánh được bình thường rồi này. Mai hết đau. Lúc làm không đau chị, nó gây tê mà. Nhưng mà khi mà mình hết gây tê ấy, là nó hơi ê ê, nó kiểu châm chích, nó khó chịu quá. Chứ nó không đau đớn nó kiểu mà vật lên vật xuống như cái con đi bơm trứng đâu. Chào Phan Xuân Lộc, hôm nay chị đi đám 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 giỗ em ạ. Không dám gội đầu luôn vì là nếu mà gội đầu nó sẽ cái chỉ như chị áo đi căng chỉ là trước khi đi căng chỉ gội đầu. Em khuyên thật đấy nhá, ít nhất 5 ngày không gội đầu. Dạ 68 triệu chị. Không không bầm không tím nhá, thế à, thế mai mang qua cho Kiến đi. Cách đây 3 năm em đã làm căng chỉ một lần rồi các chị, nên là em biết. Cách đây 3 năm em làm căng chỉ rồi. Nhưng mà ngày đấy là bởi cái gọi là cái cách làm cũ ý. Cách đây 3 năm em làm căng chỉ là làm ở cái kỹ thuật cũ, là cái mà kéo 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 ở những cái phần kéo xuống. Sau này em làm một cái kéo lên. Đúng rồi Phan Xuân Lộc, em gửi lễ tân cho chị được, để tí chị nhắn tin. Em làm tất cả hết 68 triệu như mấy chị. À, mọi người yên tâm nhé, em không có ăn tiền PR nhé. Em không ăn tiền PR, em có thể show ra cho mọi người xem cái chuyển khoản của em. Em làm là trả tiền, nên là mọi người yên tâm. Mọi người thấy không, ngày xưa em đi làm ngực cũng vậy. Em đi làm ngực, bác sĩ làm ngực cho em làm hết 70 triệu đấy. Sau này có rất nhiều người nhờ em chỉ chỗ làm ngực đấy các chị. Em chưa thấy ai mà thèm em đi làm ngực mà phải chê cả. Chưa bao giờ có một ai comment là em Trang chỉ đi làm ngực, làm mũi mà gặp vấn đề gì. Không có mùa xuân đấy đâu. Em Trang làm thì tự làm bỏ tiền. Mình đâu có thiếu tiền đâu mà mình phải đi làm miễn phí á chị. Người ta kinh doanh mình cũng kinh doanh. Mình phải lựa chọn những cái nơi uy tín mình làm. Hôm nay cái chỉ bên này vẫn còn hơi đau này mọi người. Chị Bích Liên ơi, làm thông báo like vậy Trang, em đâu biết đâu, chúng nó report page của em đấy.
em đang ghim cái bài ở chỗ cái thẩm mỹ viện Chapin ở ngoài Hà Nội. Còn đâu không? Cái bạn làm trên Facebook là Như Vũ nhá. Em ơi, cái chị em đi làm trả tiền để cho nó xong phẳng xanh chín với chị hiểu không? Nó vẫn còn sưng nha mấy chị. Hôm nay thì là có thể rửa mặt được rồi, hôm qua thì không được rửa. Răng em trắng á, dùng bột đánh răng á chị. À, chị nào mua bột đánh răng lúc này nhá, ngày hôm nay. Bột đánh răng hôm nay em nhân dịp em căng chỉ ra mặt em hoan hỉ. Chị nào mua bột đánh răng 420.000 em giảm giá 380.000, ok chưa? Đó, em rất hoan hỉ nha trong livestream hôm nay này. Bột đánh răng 420.000 em giảm còn 380.000, bớt các chị một tí đấy. Cho nó vui mấy chị nha. Chị nào hoan hỉ ngày hôm nay xem được cái livestream này. Đó. Bột đánh răng em sale cho mấy chị mấy chục nha. Đó. Bột đánh răng nhà em có chị khỏi bàn. Quá đẹp. Chào Khuyên. Bột đánh răng nhà em trắng lắm, sạch bóng mà. Chị nào mua ngày hôm nay nhá thì 420.000 em giảm còn 380.000 thôi. À, có chị nào thích mua Hà Thủ Ô hôm nay này. Có nhiều chị bảo là sao chị Trang không bao giờ sale Hà Thủ Ô hôm nay này. Hôm nay thôi nha. Áp dụng chị nào chia sẻ cái clip này. Hà Thủ Ô nhà em 760.000 đúng không? Hôm nay chị nào share cái livestream này, em giảm các chị Hà Thủ Ô 760.000 còn 595.000. Chết mẹ rồi. Không nhai được của vía đang đau hàm. Hà Thủ Ô nhà em nha, là tóc này. Đây. Em mọc cả đầu luôn. Mặt tôi đỡ đau rồi em. Trang ngày càng trẻ đẹp, chị theo dõi em từ khi có bé Kiến, em cảm ơn chị Hằng Nguyễn. Chào anh Phạm Đăng Lâm. Chúc mừng Trang cây nhậu 3 ngày. Vâng anh. Nha. Ai mua Hà Thủ Ô hôm nay em sẽ giảm giá cho mọi người nha. Đây hôm nay giảm giá này. Hà Thủ Ô 760.000 giảm đúng hôm nay thôi. Còn 595.000. Bột đánh răng 380.000 em giảm còn 420.000 giảm còn 380.000, ok chưa? Đó. Cái tính em vậy đó. Tại vì đang vui mà mọi người. Trời ơi, chai Bergamot trắng của tôi hết rồi nè. Đó. Này, vết thâm này, vết khốn nạn này là cái vết của vết mụn đấy. Cậy hoài, nó chưa lên mày mà cứ cậy hoài. Nha, còn tinh chất trắng da Bergamot. Tinh chất trắng da Bergamot 530.000. 530.000 hôm nay giảm còn 490.000. Ok chưa? Tinh chất trắng da này chuẩn bị sang chai mới đấy. Đó, chuẩn bị sang chai mới nên là giảm này. Nha, 530.000 giảm còn 490.000. Ok chưa? Hôm nay thôi đấy nha, đang vui nha. Tại vì mấy hôm nay này, thứ nhất là đi ô tô ngoài đường cả từ sáng đến chiều, nó bị nắng lắm, khô da lắm mọi người. Đó. Bôi cái serum này này. Chỉ bôi serum nhẹ nhẹ thôi này cho nó thấm hút này. Hôm nay đi nhậu mà không uống gì luôn. Hôm nay đi làm dỗ không uống gì luôn. Đúng rồi, chồng sắp về nên khuyến mại cho khách này đấy, đắp mặt nạ ngủ. Lúc này ấy đang đau hiểu không? Nên là chỉ bôi những cái thành phần nhẹ nhàng thôi. Serum mặt nạ ngủ thôi. Cho da nó cấp ẩm như da em bé. Trời ơi, tôi dùng hộp này như phá ấy.
sắp hết rồi đây này. Bà Trần Thu Hiếu, tôi dùng hộp này này từ mới có 1 tháng rưỡi trước này. Từ lúc cưới con Trịnh Kim Dung đến giờ này. Từ trước Tết đến giờ bây giờ này, đấy tôi bôi cho cố vô. Mặt nạ cấp ẩm này này, làm cho da mịn, thấm này. Đó, thấy không? Mặt nạ cấp ẩm này 530.000 nha. Hôm nay chị nào lấy cũng giảm còn 490.000. Ok chưa? Đó. Ok chưa? Mặt nạ ủ môi 415.000, giảm còn 395.000. Ok chưa? Đấy. Sắp hết rồi đây này. 3 ngày nay không bôi mặt nạ ngủ môi rồi. Khổ ghê đó. Đau vai quá mọi người ơi. Hôm nay ngồi lái xe từ sáng đến chiều. Lái xe từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Đến 11 giờ rưỡi đêm chứ. Ăn mặt nạ sao mà tốn đâu chị. Đợt vừa rồi em đi Hà Nội nhiều chị nhớ không? Em đi Hà Nội lễ liệt nhiều. Em đi Đà Lạt nữa. Thế là thời tiết nó bị lạnh ấy, nó hanh khô ấy chị. Là em bôi cái này, mặt nạ cấp ẩm thì đỉnh cao lắm. Bà mẹ nó đau vai rồi. Khổ quá. Đau vai rồi đây này. Thôi, nhà không có gì ngoài điều kiện. Bôi men gay. Úi, khốn nạn cuộc đời. Massage xoa bóp. Nhà mà có bị đau cơ, đau cơ nhá. Cái này dành cho đau cơ. Cái này là 250.000 một hộp. Hai hộp 495.000. Bán lẻ 250.000 một hộp. Trời ơi, cái này mà có người già mà đau nhức xương này, đau nhức cơ này. Trời ơi, cái này sướng lắm rồi. À, phải đem cái này đi mỗi khi đi du lịch leo núi. Đó. Bôi vào nó lạnh lạnh mát mát tha the, nhưng mà nó sẽ làm nóng lên bên trong, làm cho dễ chịu lắm. Đấy chứ thừa cái này không biết bôi đâu luôn. Khổ ghê vậy đó. Em căng chỉ xong là mọi người sẽ thấy cỡ mấy tháng nữa là em sẽ đẹp. À cỡ một tuần nữa em sẽ đẹp. Ây da. Ây da. Ây da. Ây đau quá. Ây da. Đó. Ben gay này thì là của hàng của Mỹ nha mọi người. Trời ơi sướng lắm, dùng này sướng lắm. Dùng cái này những người nào mà có người già đau vai, đau xương rồi đau cơ tập nặng hay là bị ngã dập mông. Úi giời ơi. Hôm nay đi uống, đi ăn ở đám gì, ở đám dỗ mà không uống một ly rượu bia, ly rượu nào, giỏi thật. Mặc bao nhiêu người mô kích, em không uống một ly bia rượu nào. Ai cũng để em luôn. Ngày hôm nay ai nhìn em cũng để các chị. Đó. Với cả bây giờ phải uống uống viên Tylenol mọi người ạ. Nhà không có một viên paracetamol là luôn, nhục thật. Bây giờ là phải uống uống thuốc của bác sĩ kê đơn Zina. Chỗ căng chỉ nó hơi tê tê thì chị hơi đau tê tê, uống Zina. À, uống chống bầm à. Có bầm đâu mà uống nhỉ.
Đây có bông một miếng, có bông một miếng này, có bông một miếng này, đó. Hai viên chống bầm. Alpha chai chống phù nề. Chào Thành Danh Võ em. Đó. Một viên ti nê non. Giảm đau hạ sốt ti nê non. Đấy chết mẹ còn có mấy viên đây này. Uống để cho nó dễ chịu. Viên ti nê non là quan trọng lắm này. Không ăn được gì luôn chị Hiếu ạ. Bây giờ mới há được mồm này, mới nói được chuyện được bình thường. Hôm qua còn nói được cái mồm bình thường đâu. Thôi các chị ơi, đến giờ đi ngủ rồi. Chúc các chị ngủ ngon. Mai gặp nhau. Mai em like túi nhá. Mai em sẽ like túi sale cho các chị nhá. Các chị cố gắng chờ nhá. Bye bye cả nhà.